Mệt quá. Làm như dạo này ăn nhiều hay gì á, mới tập chút xíu là mệt liền. Cái gì vậy mày? Đứng lên. Cái gì? Mày biết cái thời buổi này hả? Thời buổi công nghệ nha, thời buổi tiên tiến, một bịch bột giặt là bao nhiêu tiền mày biết không? Thì 30-40 ngàn bịch chứ nhiêu. 30-40 ngàn có thể mua được hả? 10 gói mì tôm nha mày. Bây giờ chẳng lẽ anh em với nhau chơi với nhau là mười mấy cuốn lịch rồi mà bây giờ mấy gói mì mà mày tính toán với tao? Chưa mày, chưa hết mày. Sao? Ở nhà tao nấu một nồi cơm nha, mà mày quất một lần là 2 tô cơm. Ăn xong mày xách mày đi, mày không rửa chén, mày để là tao ăn có nhúm cơm, mày thấy tội tao. Thì thôi anh em thì có đồ ăn thì nhường chia sẻ cho nhau thôi chứ có đâu. Còn này tao thắc mắc nữa nè. Hả? Mày sinh viên mày đi học mày mặc đồ kỳ vậy hả? Không, anh phải bận đồ chỉnh chu đẹp, gái nó mới mê. Ừ, từng mặc một màu. Áo đồ thuê mà. Quên nữa, 500 ngàn đâu, sao không trả? Trời, cái 500 ngàn mà mày đòi hoài, mày đòi kiểu đó mốt ai dám mượn nữa. Chừng nào trả? Thì bây giờ chừng nào có tiền trả chứ, bây giờ tao thuê đồ không có tiền trả tiền đồ nữa, làm sao mà trả tiền cho mày được? Trời tao thiệt mày, mày hứa tao không biết bao nhiêu lần luôn á. Mà tao nói thiệt tao đi làm thêm có tiền trả liền. Ê, ê, cái gì? Uầy. Ê, cái đẹp. Ê, cái gì? Mày ăn chó hả? Em đi đâu vậy? Em. Em mời vô. Trời ơi. Mời vô. Em ơi, em. Em vô, em ngồi, em muốn nước cái đi. Nha, em ngồi em vô đi chơi trong đây an toàn lắm, không sao. Ngồi nghỉ em, vô. Đi không sao đâu. Sao cái mặt em u sầu vậy? Em. Dạ. Em ngồi đây đi, Chà, cái ghế. Em ngồi đi, cứ ngồi tự nhiên. Dạ. Rồi thoải mái nghe em. Dạ. Dạ, em chào hai anh. Trời ơi, đẹp mà con lấy phép. Ê, đạo. Hôm nay em đi lẩn quẩn như vậy à? Có thể là em bị thất tình hả? Mày vô duyên quá. Ba má bỏ em hả em? Còn đang đùi bị chó cắn nữa đúng không? Trời, mày vô duyên hơn tao nữa. Nó duyên nào quen mày? Ba má em ở dưới quê á, thương em lắm. Không phải em bị chó cắn mà em buồn. Vì cớ sao? Tại vì á, em á, lần đầu tiên em lên Sài Gòn luôn á. Nhưng mà em đi kiếm nhà người quen của em, là cô Tám của em á, hứa là ở chung nhà với cô Tám, rồi cô Tám dẫn em đi tìm việc làm để em kiếm tiền gửi về cho ba má dưới quê á, cho mấy đứa của em đi học. Nhưng mà tự nhiên em mới tới bến xe, cái em đang đứng lơ ngớ nhìn vậy nè, cái anh kia anh chạy một cái vèo. Em thấy mát của em đứng, em đâu biết gì đâu. Cái em nhìn theo em thấy, ủa anh xách cái vỏ em đi đâu vậy ta? Anh giật vỏ em luôn. Trời ơi, coi chừng cô Tám em giật á. Không có, cô Tám em không có chạy nhanh được vậy. Tội nghiệp quá. Rồi em mất cái vỏ, em còn có một ít quần áo rồi, giấy tờ tiền bạc mất hết rồi, giờ em không có tiền đi xe ôm lại nhà cô Tám luôn. Trời ơi. Bây giờ em cứ yên tâm đi. Bây giờ anh á là anh gặp phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đẹp á là anh rất là mềm lòng. Bây giờ ấy, đây, anh còn tiền nhiều lắm. Bây giờ em cầm đỡ 1 triệu này đi. Dạ, đi xe ôm. Thôi anh, em đâu dám nhận. Đây, cầm đi. Dạ, em không dám nhận đâu. 500 của ta. Cầm đi. 500. Đây, em cứ cầm thôi. Em không dám nhận đâu, thôi em trả lại cho anh nè. Ê, đưa đây. 500 đâu. Ngày mai tao trả mày 1 triệu. Em cầm đi. Dạ thôi, em mới gặp lần đầu sao em dám nhận tiền của anh? Em cứ đi xe ôm, có duyên mình gặp lại mình sẽ trả sau. Bây giờ nó có tiền mà anh không có cái gì hết. Giờ cụ ít lòng nhiều, em giữ chai nước đi, anh uống được ngày để vậy em làm hơi cũng được nha. Uống đi em. Đây mày. Cụ ít lòng nhiều mày ơi. Uống được không anh? Được em, được. Nước của anh uống mà. Uống đi em. Trời ơi, uống nước cũng thấy cưng nữa. Trời ơi, nước anh ngon quá à, ngon với mát hơn nước mưa dưới quê luôn á. Trời ơi, thì đó, cái nước này nước biển mà em. Ủa, nước biển để người ta truyền mà anh. Nó giúp mình khỏe, khoắn trong người đó. Dạ. Ừ. Em ơi. Dạ. Em thấy sao? Em cảm ơn nước của anh nha. Không có gì em đó. Cảm ơn nước anh nhiều lắm á. Tại vì tại em gặp người tốt nha anh, em đâu có bị mất cái bữa. Cái vỏ của em đâu. Không sao đâu em. Dạ, cái vỏ của em mất anh. Em buồn quá. Chai nước mở hơn 1 triệu của mày luôn đó, thấy chưa? À, nhưng mà 1 triệu của tao mua nước uống cũng được vậy. À, xin lỗi mày, nhưng mà chai nước của tao quan trọng là cái tấm lòng, mày hiểu không? Mày né ra đi. Bây giờ mày né. 1 triệu của tao mua nước còn uống còn nhiều hơn. Bây giờ mày làm cái gì? Làm gì? Bây giờ nha. Làm gì tao?
chai nước của tao, chai nước của tao. Chai nước của mày, nhưng mà bây giờ 1 triệu đó mày mua được bao nhiêu chai? Nhưng mà cái bé này thích nước biển, không thích 1 triệu của mày. Nước biển cái gì bây giờ, tốn xin tốn tốn. Anh ơi, em muốn đi tìm cô Tám chứ em không có coi gây lộn. Hả? Em muốn đi á. Anh sẵn sàng làm cô Tám cho em. Dạ không, dạ không, anh được. Anh sẽ đưa em tới cô Tám. Không được, cô Tám em 70 mấy tuổi rồi chứ không có sòng sòng gì được. Thôi cho em đi nha. Thế em đi à? Trễ giờ, tối hù em không biết đường qua đó. Em đi nha. Nhưng mà dạ, để em xin em chai nước này theo làm kỷ niệm nha. Ừ. Chắc là em sẽ nhớ hai anh lắm á. Em có lấy cái kiến không? Dạ không. Mày né ra. Mày đừng có đứng gần người ta nữa. Em đi nha. Em cảm ơn hai anh, coi như cái tiền này nè là em mượn đỡ của hai anh nha. Mai mốt em quay lại chỗ này, em nhớ chỗ này rồi có cây cột bằng bê tông là cái hàng rào xét xét, em quay lại đi em trả tiền cho anh nha. Em nhớ quay lại nha, anh chỉ cần thấy mặt em là anh vui rồi. Ờ, nhưng mà đợi anh một xíu. Anh sẽ dẫn xe ra, anh đưa em đi liền. Thôi mày, thôi mày đừng có xạo. Được rồi, em cảm ơn anh. Xe đó của em. Đừng em ơi, ở đây đi. Anh đưa đi, anh đi cậu đi được. Em mày làm cái gì vậy? Người ta đi mất tiêu rồi kìa. Tại sao 500 mày không trả cho tao mà mày hả? Nhỏ nó nói có mấy câu mày cho nó 1 triệu luôn là sao? Nó cái gì đó là giúp đỡ người khó khăn trong lúc hoạn nạn. Ai mày, như mày? Mày không có đâu, mày mê gái. Ai như mày một cách mày cũng có cho đâu. Xin lỗi với mày, tiền của tao là tao tiền để của mày ở trong này. Cái bóp tao đâu rồi? Ê, tao không biết nha, mày để quên trong phòng mày, ra đây mày có đem không mày hỏi. Không có, không, tao nói thiệt. Hồi nãy tao đi ăn về tao cái bóp để trong túi mà. Ai mà biết mày? Ê mày, kiếm mày đi, mày đi kiếm đi. Mày đi tìm tao coi. Mày hàng này. Ê khoan. Ui. Mày có lấy không? Phải không? Rớt cái bóp mà mày ngồi mày coi mày nhìn tao, mày coi như là tao lấy của mày hả? Tao hết hồn luôn á, biết bao nhiêu tiền học ba má tao cho tao để trong này không mà tao sợ với mày. Quýu luôn á. Nè, thấy chưa, mất hết rồi đó. Mất hết mà mày vui vậy hả? Thôi quá. Cảm ơn anh về số tiền hồi nãy mày yêu. Vậy là mình bị lừa. Y như kế hoạch. Dạ, nhớ kỹ nha. Dạ. Giờ thầy về nha. Dạ, đây cái mũ da vịt lộn luôn thầy. Dạ. Nhớ y vậy á, hiểu rồi, nha. Dạ.